tiếp tục là chiếc xe của bạn tài xế Sông. Chiếc xe tiếp tục đơn tượng của tôi. Nhất là sẽ trang bị lốp đôi máy 36 luôn nhé. Con này gầm cầu rất là to. Các bạn thấy cái thùng được bè rất là rộng nhé. Sát cái nội thất của chiếc xe. Chiếc xe được trang bị hệ thống trợ lực lái, dây điện thì hơi lồng ngoài một chút. Rất là nhiều cần ở đây các bạn nhé. Cần số ô tô. Đây là lên ben. Đây là số phụ các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị một cặp thụt rất là to. Các bạn thấy thông số lốp trước là 500/13. 550/13. Mùa hè này ai cũng được. Sơn. Này sẽ chạy tuần đầu đây. Các bạn tài xế công đồng rất là chịu khó bạn nhé.
kia là xếp đạp phát bên kia kìa.